Xin chào quý các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là phần chân sạc của điện thoại Vivo V7 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Vivo V7, sạc chập chờn, sạc lúc nào cũng không nhận máy tính, là do phần cắt chân sạc này có lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Vivo V7 phụ quá trình thay mới, sửa chữa bị ngạn khi cần. Riêng đối với phần chân sạc của Vivo V7, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về sản phẩm, về dịch vụ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 Di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp chân sạc cũng như tất cả các linh kiện trên điện thoại Vivo V7 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.